hôm nay tôi đã tập trung được hai thằng trẻ trâu đây để làm thử thách cho các bạn xem nhé. Hôm nay chú có một thử thách đơn giản nhé. Sáng hai thằng ăn gì chưa? Chưa. Đây tôi vừa đây tôi mua chục cây bánh bao các bạn. Đây các bạn nhìn nhé. Các bạn đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 bánh bao thử thách cho hai thằng này ăn. Nếu ăn hết nhận được phần thưởng. Là 2 con 1 lít cũng chưa không? Chơi. Rồi 1 lít nước á. 1 lít là 100 nghìn này. Ăn hết sẽ nhận được 100 nghìn nhá. 1 lít có chưa không? Rồi. Rồi bây giờ sẽ ăn luôn nhá. Ăn đây. Ăn đâu, ăn đi. Bác ở các bạn. Ăn đi ông ăn. Ok không? Ăn chứ không để ý. Ừ, tập trung vào việc ăn, không để ý. Này có như bọn tao không khí, không để ý làm gì. Đúng rồi, không để ý bên ngoài. Người quay cũng không để ý luôn. Coi như người quay nghe chứ. Ba khán giả đằng sau nha các bạn nha. Ai? Ai? Quay đây là chắc được 1 triệu đồng quá. Vẫn một tí thì người ta quay thử thách này rất là dễ các bạn nhá. Hôm nay tôi thử thách cho bọn này khó, bọn này không vượt qua. Hôm nay thử thách dễ không? Dễ nhất đấy nhỉ? Ừ, quá dễ. Đối với mấy thằng béo là tốt. Quá này. Đối với thằng này sao ta không vượt qua? Đừng có nói chuyện. Để cho hai này tập trung nhưng mà cứ nói chuyện lắm mồm. Chưa, anh em lắm mồm thì tao vặn tay khỏi lắm mồm ấy. Mấy bà không có lịch tập trên tối về cắm mơ về cái bánh bao đi tối nay đi chơi nhá. Mày biết mua tóc dài đâu lâu lắm cũng không ăn bánh bao không coi cho tao đầy giờ tao cũng thấy lúc nào tao cũng mơ thấy cái bánh bao cầm kiếm thích giết tao đỏ xanh. Mày có biết tóc dài mua đâu mua đâu cỏ hai bọn mày để ý vào ăn đi mày ơi. Đúng rồi. Quay mà mày cứ nói chuyện mất thời gian là coi như thua là không được tiền đâu. Nên tốt nhất nên để ý vào. Người ta không ăn thời gian cố định. Người ta chỉ ăn đến khi nào lâu là thôi bác nhỉ. Quan tâm còn lại là cho hai đứa này chứ đừng có bảo tao, tao ăn hết. Tao chỉ sợ tao biến thành con heo thôi. Sáng chân thì ăn nhanh nhanh. Cố lên ngon không? Ngon kêu tao. Nhất nhất là có cầm miếng à? Hôm nay các bạn hôm nay thử thách nên tôi đã bỏ từ hôm qua nên là bọn này nó sáng hay chuyên gì các bạn khả năng ăn hết chỗ này ấy. Hôm nay chắc là phải chuẩn bị cốc nước đầy ụ tại ăn này rất là khô các bạn. Trời ơi, hai thanh niên này ăn để ý vào ăn đi mà hai đứa này cấm nuối nuối chuyện với nhau tao bả vỡ mồm. Đi chuẩn bị một cốc nước đầy ụ tại vì ăn này rất khô nhỉ. Đúng. Vẫn thêm một cái à? Ừ. Lâu hết rồi nhỉ? Đậu xanh. Ăn từ lấy giờ chưa? 10 cái tính ra mỗi thằng có 5 cái mà. Ít. Không nhận với uống một lục sữa mà vẫn đi nói. Tán đi. Tao sợ tao là con heo ơi. Mày đừng có bảo tao là con heo là tốt. Hai của mày cứ ăn hết đi. Con heo được chưa? Tao con heo ám chỉ tất cả mọi người chứ tao không bảo ám chỉ với mày đâu. Ừ đúng rồi. Thôi ám chỉ con heo chuột. Đâu? Ừ đúng rồi, con heo chuột thật. Cái thứ hai ở đây, cố lên. Tôi cũng đừng có thằng ba cái. Ăn lên hai đứa. Chắc hai là ngày không ăn được hết quá. Thế không quay được thì anh à? Khán giả quay về chỗ cũ. Nếu là không quay về tía tóc rác vỡ mặt. Một thằng đầu tiên sẽ bị bán. Mày về thằng này. Bu sờ cu để mày bó xe có mà nó không ngồi ghế làm sao. Ừ. Nó có ghế rồi kệ nó. Về trong cũ mà. Tía bị ăn vả đấy. Không biết mồm được đâu.
thanh niên này mới ra vào đây là nói hơi nhiều các bạn ạ. Mỗi thằng tớ ngồi lên lắm. Năng xẻ hai tay. Ăn cái này khô vậy. Uống nước hả? Đây không phải tay hay cái gì khô. Đúng không? Ăn nhanh quá cũng nghẹt. Do tao cũng cảm giác không thèm ăn. Gì hết. Tao cảm giác thế. Chua. Tao thật, tao cắn hết người. Tao bầu ấy, ăn thèm cái cười mà bằng ngắt. May mà thành. Nếu mày mà cái bánh, mày mà cái bánh bao tao ăn thì mày không chừng tao nào. Không anh ơi, vào lấy chai nước cam ở trong tủ ấy, mấy cả cốc 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 đây. Nước cam nhá. Mấy cốc. Ok, tao không nói anh nhằn nữa. Tao đéo buồn cười. Tôi nói anh nhằn. Tao làm cho mày sợ lắm thôi. Bỏ tiền ra. Bỏ tiền ra. Nhanh còn kịp. Nhanh còn kịp không biết là tao bùng trực cục. Mất chim. Bố đây nước đây rồi. À, rót cho đại ca đi. Chút rượu đại ca. Để tao rót cho nhanh đỡ. Chuẩn bị cả nước đây cho các bạn, cho hai thằng trâu nó ăn. Đúng rồi, hai thằng này. Thầy có bé này. Khát nước. Đây uống đi. Uống cho lo đến tí nữa là mất nhớ cu. Nhưng mày chưa vẫn chưa mất cu. Mày không bị giá, không bị gã nó tấn công ấy. Gã nó tấn công coi như ăn cứt luôn. Trong video đừng nói thế. Nhiều người như tí rất cẩn thận. Hello, chào thằng Sương Mèo. Ai bảo? Chơi hoàng chứ. Hôm nay thằng Sương Mèo sẽ làm một clip rất đáng buồn. Định thật. Hai bà làm rất dự đoán định mệnh của từng người đi. Dự đoán định mệnh. Mai kia con bé kia sẽ đi hấp diêm trài. Bà kia là con bé kia sẽ đi hấp diêm trài. Anh Hoàng ấy. Suốt ngày đi thò món con trâu đi lúc đó đi. Anh Hoàng. Con bé kia bắt đầu đi gỡ gái đúng không? Gái bù sụp cu. Nó chắc chắn 100%. Không thì mày bị trai bù sụp cu là chắc chắn. Là 10%. Ta mua school đó rồi. Chắc chắn 100% luôn. Nghĩa mày bốc giá nó rồi chứ gì? 8% đi đâu? Ừ, nào bốc rồi. Chắc chắn thằng này thầy sẽ bị gái bốc rồi à? Trong 5, 10 năm sau. 10 năm sau là 15 năm. Anh tập trung vào chuyên môn ăn đây, không nói chuyện vớ vẩn bên ngoài nhá. 10 năm sau nó mới 16 tuổi rồi. Ờ, rồi bỏ đi. 17 tuổi rồi. 10 năm sau nó 17 tuổi. Uống, bỏ mày ăn uống cho nhanh đi. Ăn uống cho nó, rồi đi hết, tao ăn hết luôn. Nước tao không ăn hết. Bọn tao không ăn, bọn tao mắn hết, bọn tao chả cho mày ăn để bọn tao đi bán nữa. Ừ, thì nhỉ? Bọn mày cứ đi bán hay là gì? Còn có chuyện mà chúng ta bán nữa. Đi kiểu bánh, không thể bán. Hết mấy cái rồi. Sao không? Ui, giờ hết, chưa hết 2 cái à? Yếu nhỉ? Vẫn còn 5 cái. Còn 6 cái nữa. Ừ, đúng rồi, 6 cái, không phải 5. Không hết thì đem đi bán. Không hết thì cho mấy bọn mày ăn. Thì ra kia. Mày đừng có bảo tao ăn. Bây giờ hai đứa này ăn hết là được 10 nghìn đi. Có nhanh. Yếu nhỉ? 100 cho 10. Ăn nhanh lên. Ăn nhanh lên đừng có nói chuyện xem hả? Thôi tao rót nước tiếp này. Không cần mày rót. Mày sơ ve phục vụ. Tao đéo phải. Ừ, tao phục vụ nước. Mày phải phục vụ. Được. Đấy là pha. Mày định tao hùa. Mày thích bảo tao pha đâu. Mày là tên lô lệ của nước. Come and fly away.
heaven, moon and water me. Thôi đấy, đấy bác ơi. Các bạn ạ, đây hai thằng này thử thách rồi. 10 cái mỗi thằng đừng có 2 cái thu thử thách nhá. Thử thách tí về chống đẩy nhá. Vâng. Chống đẩy 20 cái. Bây giờ còn bây giờ còn hai khán mấy khán giả ngoài mà thằng này ăn không? Ăn thì ăn, ai bảo gì? Lấy đi, lấy ăn đi. Cho hai cái nữa. Các bạn, bây giờ chúng tôi sẽ ăn cho anh ba còn lại nhá. Anh nào thấy video hay cho tôi và mấy thằng trẻ trâu một like và chia sẻ đăng ký kênh ủng hộ tôi nhá.